Chuyên mục cà phê Wi-Fi thì sẽ xuất hiện vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần để chúng tôi tổng hợp cập nhật tất cả những cái hình ảnh, những clip mà được cộng đồng mạng quan tâm trong suốt một tuần vừa qua. Và câu hỏi đưa ra trong buổi sáng ngày hôm nay đó là con người thì có thể sống được ngoài trái đất hay không? Chúng ta có thể thấy là hiện tại thì trái đất vẫn là nơi cư trú, là nơi sinh sống an toàn nhất, ổn định nhất dành cho con người. Chính vì vậy mà chúng ta hãy yêu quý, nâng niu ngôi nhà chung này. Vâng, thế nên là việc tìm hiểu cũng như là đi du lịch tại những nơi mà mình đang sinh sống cũng là một điều thú vị đúng không ạ? Và có một câu nói tôi vẫn còn nhớ là đi du lịch là cách để chúng ta học hỏi và bổ sung kiến thức một cách nhanh nhất. Và với một người mà người ta coi đi du lịch vòng quanh thế giới là một ý nghĩa của cuộc sống thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật 41 tuổi và đó cũng chính là nhân vật trong câu chuyện bên ly cà phê sáng ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mà trước khi mà chúng ta gặp gỡ nhân vật khách mời trong chuyện bên ly cà phê ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ biên tập viên Diệp Chi để cùng xem là ngày hôm nay biên tập viên Diệp Chi sẽ xuất hiện cùng với điều đặc biệt gì tại trường quay của Cà Phê Sáng. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chuyên mục chuyện bên ly cà phê, và như quý vị có thể thấy trong trường quay của chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay có một đồ vật khá lạ. Nó là một chiếc xe đạp, đương nhiên rồi ai cũng biết. Tuy nhiên chiếc xe đạp này thì trông có vẻ cũ kỹ và thậm chí là có kích thước lớn hơn những chiếc xe đạp bình thường. Đó là những cái điểm đặc biệt đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy. Tuy nhiên hẳn là quý vị sẽ còn cảm thấy ấn tượng hơn nữa khi tôi chia sẻ thông tin rằng đây là một chiếc xe đạp đã cùng một người đàn ông đi du lịch vòng quanh thế giới trong vòng 2 năm. Và hiện tại thì người đàn ông đó đang có mặt ở Việt Nam. Chuyến đi đó có gì thú vị? Chuyến đi đó đã được bắt đầu trong một hoàn cảnh như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua những hình ảnh sau đây nhé. Một điều dưỡng viên người Đức 41 tuổi tên là Holger Frank, cách đây 2 năm đã quyết định từ bỏ công việc quen thuộc, tự lắp ráp một chiếc xe đạp và bắt đầu du ngoạn thế giới trên chính phương tiện thô sơ ấy. Tất cả hành trang đều được gói gọn trong những chiếc ba lô và túi nhỏ anh Holger treo trên xe đạp, và hầu hết hành trình đều được anh cẩn thận ghi lại bằng chiếc máy quay nhỏ gọn. Cho tới nay, anh Holger đã đi qua 28 quốc gia và chính anh cũng không chắc về ngày mà mình sẽ dừng hành trình du ngoạn vòng quanh thế giới rất độc đáo này. Đó là những hình ảnh rất tuyệt vời và rất ấn tượng về chuyến đi vòng quanh thế giới mà một người đàn ông 41 tuổi, một điều dưỡng viên người Đức đã và đang thực hiện. Và hiện tại thì điểm dừng chân của anh ấy, điểm dừng chân thứ 28 là Việt Nam. Và thật tuyệt vời khi ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời được người đàn ông đặc biệt đó đến với trường quay của chương trình Cà Phê Sáng. Xin giới thiệu anh Holger Frank. Và đồng hành cùng anh Holger Frank là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, giảng viên bộ môn tâm lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh Holger thân mến, tôi rất ấn tượng với chiếc áo của anh. Trên đó có một biểu tượng rất đẹp của kênh VTV3 chúng tôi. Làm thế nào mà anh lại có được chiếc áo này? Vâng, đây là một món quà mà tôi nhận được từ Mai, một người cũng đã công tác tại VTV. Tôi cảm thấy rất thoải mái trong chiếc áo này. À, cô ấy cũng là một đồng nghiệp của chúng tôi đúng không? Vâng, đúng vậy. Và Holger thân mến, tôi đã rất tò mò về lý do khiến anh nghỉ việc và quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới. Vâng, tôi nghĩ lý do chính là bởi tôi rất thích đi du lịch. Trước đó tôi chưa bao giờ đi du lịch bằng xe đạp cả. Lý do tiếp theo là vào thời điểm đó tôi không còn hứng thú với công việc. Tôi nghĩ là mình cần một giai đoạn nghỉ ngơi. Bạn biết đấy, làm điều dưỡng viên là một công việc thật sự áp lực. Bạn không phải lao động bằng chân tay, nhưng nó đè nặng tâm trí bạn. Nhưng người bệnh đến, muốn bạn giúp đỡ, muốn truyền cho bạn tình yêu. Và cứ ngày qua ngày, thì đến một lúc bạn cần nghỉ ngơi. Còn về chiếc xe đạp thì bạn biết đấy, là một điều dưỡng viên thì chẳng giàu có gì, nên bạn phải tiết kiệm. Và tôi đã nghĩ đến cách du lịch rẻ tiền nhất. Và xe đạp là sự lựa chọn hoàn hảo. Và thế là tôi lên đường thôi. Chị Phương thân mến, anh Holger và chị, hai người đã quen biết nhau như thế nào ạ? Sự quen biết hoàn toàn rất là tình cờ. Trong cái chuyến đi Pleiku của tôi vào cuối tháng 3 vừa rồi, thì lúc ở biển hồ Pleiku thì tình cờ tôi thấy có một chàng trai người nước ngoài đạp xe đạp đến. Và chúng tôi có nhờ cậu bấm máy hộ. Tôi bắt chuyện, tôi thấy đạp xe bằng xe đạp là tôi đã chú ý rồi. Được biết là anh đã đi 20 tháng và qua 28 nước và vừa mới đến ngày Việt Nam hôm trước. Thì thấy lại nói là người Đức nữa thì là cái câu chuyện trở nên là rôm rả. Tôi thấy ấn tượng quá. Thế bắt đầu là làm quen và hẹn là giữ contact với nhau. Và khi ra đến Hà Nội thì sẽ gặp nhau. Một cuộc gặp ngẫu nhiên và hoàn toàn tình cờ đúng không ạ?
Thế mà tôi lại cứ nghĩ là chắc hẳn là hai người đã quen biết nhau từ trước, bởi vì tôi biết là chị Phương Hoa thì đã có một khoảng thời gian khá dài sinh sống tại nước Đức và anh Hoker thì cũng là một công dân của nước Đức. Cảm thấy là một sự ngẫu nhiên mà như là trời sắp ấy. Vâng. Mình được gặp một con người thú vị như thế, thực ra là một cơ hội rất là hiếm. Và mà tôi tin đó chắc hẳn cũng sẽ là cái cảm xúc của anh Hoker khi được gặp chị và đặc biệt là được chị hỗ trợ rất nhiều trong suốt chuyến đi của mình. Có lẽ gặp chị ấy là điều đặc biệt nhất chuyến đi. Chị ấy đã giao tiếp với tôi bằng tiếng Đức. Tôi thật sự kinh ngạc, chúng tôi đã giữ liên lạc và cho đến một ngày, cô ấy bảo tôi là, này, có nhiều người quan tâm đến việc cậu đang có mặt tại Hà Nội lắm đấy. Tôi bảo, ồ vậy ư, và cuối cùng chúng tôi quyết định có mặt tại đây. Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này trong bao lâu? Không lâu đâu, từ lúc lên ý tưởng đến ngày đi là 4 tháng thôi. Tôi đã lắp chiếc xe đạp này cùng với một người bạn. Anh ấy là một người thợ chuyên về xe đạp. Và chiếc xe này vẫn là một người bạn tốt của anh chứ? Đây là người bạn duy nhất tôi có trên đường đi của mình. Rất nhiều người đã hỏi tôi về gia đình, vợ con. Và tôi đã nói rằng đây là vợ tôi. Cô ấy chẳng bao giờ phải ghen tuông, vì làm gì có cô gái nào cạnh tôi ngoài cô ấy. Thật là thú vị. Thực sự là lúc này đây thì tôi cũng cảm thấy bắt đầu yêu cô vợ của anh rồi đấy. Nó cũng không phải là hy hữu lắm đâu. Nhưng mà đi bằng xe đạp thì chắc chắn là cũng không nhiều. Như ở Đức, một cái người phụ nữ tên là bà Heidi Hetzer, người Berlin, mà bà đấy là con gái của ông chủ của cái hãng auto Opel, thì bà ấy đi vòng quanh thế giới lúc bà 76 tuổi. Và đi bằng chiếc xe ô tô cổ được lắp vào những năm 1930 của thế kỷ trước. Tôi cũng đọc ở trên báo thấy là một cặp tình nhân đi du lịch vòng quanh thế giới 26 năm liền. Và mãi tận sau 7 năm 10 tháng và 4 ngày là mấy lần đầu tiên là vào nhà hàng ăn. Còn tất cả bình thường là nấu ăn ở trên xe. Tôi rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái tinh thần sống và cái thái độ sống của người phương Tây. Họ dám làm cái gì đó để thay đổi cuộc sống của mình, trải nghiệm và vượt ra ngoài cái khuôn khổ hay là những cái lề thói bình thường ấy. Thì mình rất là khâm phục, nên đến khi là mình gặp được anh Holger Franz bằng người trần mắt thịt, mình cảm thấy là vô cùng may mắn khi mình được gặp và kết thân với một con người như vậy. Mình học hỏi được rất là nhiều. Vâng ạ. Anh Holger này, có bao giờ anh ước là giá như mình thực hiện chuyến đi này sớm hơn, khi anh vẫn còn trẻ hơn chẳng hạn? Một câu hỏi thật thú vị. Khi tôi nghĩ lại, tôi cũng ước mình đã khởi hành sớm hơn. Nhưng mặt khác thì cuộc sống đã cho tôi rất nhiều những trải nghiệm mà nếu như tôi không cảm nhận đầy đủ về chúng thì tôi có lẽ đã không có mặt ở đây ngày hôm nay. Người ta vẫn nói chả bao giờ là quá trễ để biến ước mơ thành sự thực, đúng không? Bà chị đã có những cái lời khuyên hay chỉ dẫn như thế nào cho anh Holger trước khi anh bắt đầu cái chuyến đi xuyên Việt của mình ạ? Đi xuyên Việt mà anh này anh lại không phải ngủ khách sạn đâu. Đi anh ngủ lều. Thế nên mình cũng nói với anh những cái điều anh cần chú ý, cẩn trọng. Nhất là điện thoại di động là cái phương tiện để mà anh ấy có thể kết nối với mọi người với bên ngoài. Và khi mà mình dặn dò như thế, mình cũng thể hiện cái sự quan tâm ấy, chu đáo người ta, thì người ta cũng có những cái tình cảm rất là tốt đẹp về người Việt mình, về đất nước mình. Cũng giống như khi mình đi nước ngoài thôi. Mình đặt chân đến một cái miền đất mới, mình gặp những con người ở đó và người ta đối xử với mình rất là thân thiện, rất là nồng nhiệt, rồi thậm chí chu đáo. Chỉ ngay ví dụ cái việc mình hỏi đường thôi mà người ta trả lời chu đáo thôi là mình đã thể hiện cái mối thiện cảm đầu tiên với cái đất nước, với con người đấy rồi. Tôi nghĩ là mỗi một người dân chính là đại sứ cho cái dân tộc của mình, cái đất nước của mình. Họ đến, họ gặp những điều tốt đẹp thì họ sẽ nghĩ rất là tốt, rất là thiện cảm về cái đất nước đấy thôi. Bao giờ tôi cũng tâm niệm cái điều là phải làm những điều nhỏ nhặt thôi, trong phạm vi của mình thôi. Tôi tin là những ngày vừa qua ở Việt Nam thì chắc cũng đã phần nào khiến cho Holger Friend hiểu một chút ít về nét văn hóa của chúng ta, cũng như có những cái cảm nhận đầu tiên về con người Việt Nam.
Tôi đã đến Việt Nam 16 ngày rồi. Trước khi đến đây, tôi cũng tìm hiểu một chút về lịch sử của các bạn. Khi tôi đặt chân đến đất nước các bạn, thì những điều ấn tượng nhất khi tôi đặt chân đến đất nước bạn thì những điều ấn tượng nhất đều là con người, đất nước bạn. Theo quan điểm của tôi, thì dù cảnh đẹp hay không, thì chính con người mới làm nên sự hấp dẫn của một vùng đất. Người Việt Nam rất thân thiện. Trong những ngày đầu tiên đến, thậm chí tôi không biết đáp lại như thế nào, vì xung quanh tôi lúc nào cũng đầy ắp những lời chào. Cái điều ấn tượng tiếp theo của tôi chính là giao thông. Làm thế nào anh có thể xoay sở mỗi khi gặp tắc đường ở Việt Nam nhỉ? Điều đầu tiên khi đến một vùng đất mới là hãy quên những thứ bạn đã từng quen thuộc đi. Cách bạn lái xe, thậm chí cách bạn đi xe đạp. Bởi vì đôi khi chúng không áp dụng được ở nơi bạn đến. Những ngày đầu tiên, có thể bạn sẽ đi nhầm đường, sai luật. Nhưng mọi thứ sẽ đi vào quy luật của nó thôi. Khi bạn muốn sang đường, thì người khác sẽ nhận ra điều đó. Còn nếu bạn sợ hãi, họ sẽ đâm sầm vào bạn. Du lịch vòng quanh thế giới có vẻ là một hành trình xa lạ với bạn ư? Kỳ thực, có rất nhiều người trên thế giới đã và đang thực hiện hành trình khó tin ấy. Một cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua 17 quốc gia trong một hành trình kéo dài tới 200 ngày. Anh đã gặp phải tình huống khó khăn hay hiểm nguy nào trong suốt hành trình của mình chưa? Ban đầu tôi rất sợ. Rồi tôi tự dặn bản thân mình, quên điều đó đi. Mình không thể than vãn suốt chuyến đi được. Và rồi tôi bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ tiêu cực. Nghĩ về những điều tốt đẹp, bởi 99% nhân loại là những người tốt. Họ sẽ giúp bạn. Càng ở lâu trên đường thì bạn càng nghĩ nhiều đến điều tiêu cực hơn. Bất kỳ nơi nào khiến bạn không thoải mái thì hãy rời đi. Nếu ai đó làm bạn không thoải mái, hãy cứ bỏ đi. Và với suy nghĩ đó, tôi đã không bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm nào cả. Còn lại thì việc gặp mưa, đi giữa tuyết hay nắng nôi gay gắt thì là chuyện bình thường. Điều quan trọng là chẳng điều gì cản trở bạn được. Anh đúng là một người hùng thực sự và tôi có cảm giác là chẳng điều gì có thể cản trở được anh. Lúc này thì tôi nhận thấy mọi thứ của anh từ làn da cho tới mái tóc trông đều rất ổn. Trước khi bắt đầu chuyến đi này, tôi không phải người đàn ông khỏe mạnh. Mỗi tuần, tôi đạp xe lên núi, đạp xe 2 cây số đi làm. Thời gian còn lại, tôi chỉ ngồi nhà, xem TV và thư giãn thôi. Nhờ thực tế, chúng ta có thể vượt qua những thử thách của bản thân mình. Khi bạn đạp xe lên một ngọn núi, thì lần đầu tiên, nó sẽ là một ngọn núi rất cao và bạn sẽ cảm thấy hào hứng khi vượt qua nó. Nhưng sau đó, thì ngọn núi cao hơn nữa và bạn cảm thấy rất sợ. Nhưng sau tất cả thì bạn nhận ra được sức mạnh của bản thân mình. Nó nằm ở sự tự tin và sẵn sàng của bản thân bạn. 95% quãng đường đi là những câu hỏi: bạn đã sẵn sàng chưa? Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hiểu được giá trị bản thân mình. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và tôi còn nghĩ con người là một phần của tự nhiên chúng ta được tạo ra, là để sống với tự nhiên. Tôi đã ốm 12 tuần liền. Sau đó tôi tập đi lại vào mùa đông, ngủ ngoài lều. Bây giờ tôi có thể ngủ trong lều đến nhiều năm nữa. Thực tế là chúng ta có thể làm được hầu hết mọi điều chúng ta muốn, miễn là chúng ta tập luyện ngày qua ngày. Tôi nghĩ đây là một câu chuyện sẽ truyền rất nhiều cảm hứng và động lực cho mọi người, không chỉ những người Việt Nam mà còn là mọi người khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người trẻ. Và chị Hoa thân mến, anh Holger thì đã có một cái quyết định có thể nói là khá táo bạo đúng không ạ? Ở lứa tuổi 41 khi mà anh ấy quyết định từ bỏ cái công việc mà anh đã làm khá lâu để thực hiện một cái ý tưởng có vẻ hơi điên rồ một chút, đó là đi vòng quanh thế giới. Mỗi một con người tôi nghĩ là sẽ có những cái mục đích sống rất khác nhau. Ở cái độ tuổi nào thì con người sẽ bắt đầu nghĩ nhiều về những mục đích sống và ở độ tuổi nào thì họ có thể xác định được rõ ràng một cái mục đích sống phù hợp với mình và mình muốn theo đuổi nó. Tôi thì tôi nghĩ là
ở từng cá nhân nó khác nhau là khác nhau. Vào cấp 3 bây giờ là cũng khá nhiều là các con cũng đã có những cái định hướng rất là rõ ràng cho cuộc sống của mình rồi. Cũng không có một cái phần còn lại cũng chả biết là rồi cuộc đời mình sẽ làm cái gì. Thấy sống rất là nhợt nhạt và cũng chả biết là mình thích cái gì, sở trường sở đoản của mình là cái gì, hỏi cái gì cũng không biết và không thích và thậm chí không quan tâm. Trải nghiệm nhiều, đi nhiều, giao tiếp nhiều, đọc nhiều, hiểu rộng biết nhiều thì tôi nghĩ là cái giá trị sống người ta càng định hướng được rõ và người ta càng định hình được cái mục đích sống người ta nó chính xác và nó phù hợp. Hãy dám sống. Mình có thích hay tha, mình đấy giới trẻ bây giờ hay nói là thích là nhích, thích là nhích. Tức là mình có một cái niềm đam mê gì đó thì mình dám sống với nó, mình dám gọi là xả thân với nó, quyết liệt với nó, dám bước ra khỏi cái vùng an toàn. Cứ nói vui thế này, quanh năm ở cạnh thằng đần không bằng một phút ở gần thằng khôn. Nên là phải đi nhiều, phải đọc nhiều, nhìn ngó, trải nghiệm nhiều thì mình mới làm giàu được cái cảm xúc của mình, giàu sự hiểu biết, làm giàu trí tuệ của mình được. Cái đấy là điều tất yếu người ta phải làm nhất, đặc biệt là những người trẻ. Tôi và chị Hoa thì vừa trao đổi với nhau về mục đích sống, không biết suy nghĩ của anh về điều này như thế nào. Tôi nghĩ cái điều mà chúng ta nên làm đó là bước ra ngoài và sống cuộc đời của mình. Bất kể điều gì đều có thể xảy ra, dù bạn muốn hay không. Cho nên những kinh nghiệm thì lúc nào cũng tốt cho bản thân. Những cơ hội sẽ đến. Như 2 tuần trước, tôi sẽ không thể nghĩ mình sẽ lên TV. Vậy mà ngày hôm nay tôi được ngồi ở đây. Đây là lần đầu tiên anh được lên TV đúng không? First time, yes. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tuyệt để anh nhắn gửi điều gì đó đến gia đình của mình. Anh thấy thế nào? Tôi sẽ nói bằng tiếng Đức nhé. Vì mọi người trong nhà thì không biết tiếng Anh. Hello, zu Hause. Ich bin jetzt gerade in Vietnam und sitze hier in einer Talkshow. Und das erste Mal im Fernsehen. Tôi vừa nói lời chào với cả nhà. Tôi đang ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi được lên TV. Điều đó thật tuyệt vời. Và chúng ta thì đang ở trong chương trình Cà Phê Sáng, là một món ăn tinh thần của khán giả VTV3 trước khi họ bắt đầu một ngày mới. Tôi rất là muốn ngay lúc này thì các vị khách mời sẽ gửi đến quý vị khán giả những lời chúc và những lời nhắn gửi. Một lời nhắn gửi ư? Nếu như mỗi ngày chỉ ngồi trước màn hình, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều điều đẹp đẽ. Hãy mở rộng đôi mắt của bạn, chẳng cần đi du lịch vòng quanh thế giới hay đi đến nơi nào đẹp đẽ, chỉ cần bạn biết cách tận hưởng những gì bạn đang có. Thi thoảng bạn hãy làm điều gì đó mới mẻ và biến chúng thành những trải nghiệm đáng giá. Hãy tận hưởng tất cả những gì bạn đang có. Tôi thì tôi bắt đầu bằng một ngày mới bằng những nụ cười, bằng những nụ cười, bằng những cái suy nghĩ của mình về những điều tốt đẹp, về những con người tử tế. Thực ra có rất là nhiều cách để đo đếm tài sản của một con người. Có khi cái tài sản thì được đo đếm bằng vật chất, có khi tài sản được đo đếm bằng những trải nghiệm, vốn sống mà chúng ta thu nhận được trong những chuyến đi. Và tôi nghĩ có lẽ cũng không cần nói quá nhiều về những thông điệp nữa. Bản thân cái câu chuyện khá giản dị và gần gũi mà ngày hôm nay anh Holger Franz cùng với Phó sư Tiến sĩ Phương Hoa chia sẻ đã khiến cho quý vị khán giả có rất nhiều ngẫm nghĩ về những ước mơ của mình. Sẽ không bao giờ là quá trễ để bắt đầu thực hiện một ước mơ nào đó mà quý vị ấp ủ. Và hy vọng là ngày hôm nay quý vị sẽ bắt đầu một ngày mới thật hứng khởi và sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón quý vị ở phía trước. Xin cảm ơn anh Holger Friend và xin cảm ơn chị Phương Hoa. Hy vọng là chị sẽ tiếp tục công việc truyền cảm hứng cho những sinh viên trên giảng đường của mình, tiếp tục cho ra đời nhiều cuốn sách có ý nghĩa hơn nữa. Và anh Holger, rất là cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với trường quay của chương trình Cà Phê Sáng. Anh thực sự đã mang tới một bầu không khí rất khác cho chúng tôi. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì chúng tôi chúc anh sẽ có một chuyến đi tốt đẹp. Và hy vọng là rất có thể một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại Việt Nam. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có thêm nhiều những câu chuyện thú vị nữa để chia sẻ. Okay. Thank you.